Tuyến đường công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới đây đã mật phục bắt quả tang công ty trách nhiệm hữu hạng Vina, là công ty có vốn Hàn Quốc đang xả nước thải ra môi trường. Tại hiện trường, một máy bơm vẫn đang hoạt động. Máy này bơm nước rỉ rác trong một khu vườn tràm, rộng hàng ngàn mét vuông của công ty để qua một khu vườn tràm khác rồi chảy ra suối giao kèo. Hệ thống đường ống ở khu vực này rất chằng chịt, nước rỉ rác bốc mùi hôi thối. Được đường đập dịch vụ đã lấy mẫu nước thải tại nhiều điểm khác nhau, có sự chứng kiến của công nhân công ty để đưa đi xét nghiệm. Đây không phải là lần đầu tiên công ty trách nhiệm hữu hạn Cabet Vina xả thải ra môi trường. Trước đó, báo chí cũng đã từng phản ánh về việc công ty này lén lút xả nước rỉ rác ra hệ thống cống của khu vực xử lý chất thải tập trung tóc tiên. Sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quyết định xử phạt công ty này hơn 1,2 tỷ đồng, nhưng đến nay công ty này vẫn tiếp tục tái phạm. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Cabetfina đã ký hợp đồng với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để xử lý rác thải hàng ngày bằng hình thức chung lấp hợp vệ sinh tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.